Nó vô nhà nó nghĩ vậy. Quá. Thằng này nó mới lạnh nè. Lạnh gì? Không lạnh lạnh gì? Trời đất ơi, anh vô chỉnh phun cây này. Đứng kế bên nản luôn. Nản luôn, đi về luôn. Tập xong rồi thần thái rồi hít thở rồi nghe professional quá. Hôm qua cái gì lầm bầm đó, 50 pound này chắc hai ngón. Cái đại ca Mỹ đen bên kia nghe. Lầm bầm gì bỏ về luôn á. Thần THOL full cây nha em, dù bất cứ nơi nào. Wow, cà phê mạnh dữ. Rời xa phòng gym của Việt Nam, cái máy này nó đáng giá không? Ghê chưa? Ghê chưa? Trái múi giờ khó ngủ quá mấy bạn. Làm miếng trà gừng để mình quay video cho nó thông cổ. Tại vì khi mà gym chúa sức cung đó mấy bạn, thì thiết bị nó thiếu thốn. Chỉ quay trên những con iPhone 11 Pro Max thôi, chứ không có quay máy lớn, âm thanh nữa, đeo tai này nọ. Nên trong những cái video này chất lượng âm thanh nó dở đó. Thì các bạn tăng volume lên nghe nha. Còn các bạn ý kiến thì cũng chịu thôi. Làm hết sức rồi bạn. Làm hết sức. Bạn thấy có ai như Duy Nguyễn không? Đi nước ngoài á mà livestream với quay video còn nhiều hơn làm việc cho tôi nữa trời. Rồi, hôm nay là Duy sẽ chia sẻ cũng như hướng dẫn cho các bạn trẻ ở trong nước chưa có từng đi nước ngoài cho những công việc như là mình. Thí dụ bạn đi du lịch thì không có nói, du lịch không có bàn mà, nghe. Du lịch là không thể áp dụng. Đó, ví dụ như bạn đi mà tour tự túc á thì mới được nha. Còn tour theo đoàn nó nhồi bạn hơi khỏi luôn. Khỏi có chơi cái kiểu này. Cái mục tiêu của Duy á từ rất là xưa đó, không cần giàu bạn, cũng cần đẹp bạn, chỉ cần là quan trọng giữa cái giàu với cái đẹp ấy, nó cân bằng nhau. Hay nói khác ấy, là cái thằng giám đốc đẹp nhất trong những thằng giám đốc. Hay nói một câu chảnh á, tinh anh trong giới tinh anh. À, câu này mới, câu này hot trend nha mấy em. Vậy được chưa? Con nào đi qua cái xứ này ăn bơ thừa sữa cạn mày chị không? Tự hào lắm mà, có bi kíp. Thì thôi giận vậy, không nói nhiều, sáng á là không được ăn gì trơn nha. Uống súp như Duy vậy đó mới được. Còn cái thứ hai á, mà khi các bạn đi ở khách sạn nào đi chăng nữa đó, thì các bạn phải đi tập gym. Bạn phải đi tập gym. Còn cái chuyện mà bạn có đến được phòng gym của cái xứ bạn ở hay không á, thì cái chuyện đó là câu chuyện khác. Ví dụ như giờ đi qua Dubai đi, biết phòng gym nằm đâu đâu đi ba, đúng không? Nên thôi lúc đó đó là chúng ta đi tập gym ở trong phòng khách sạn. Bạn ở nước ngoài á, bạn ở nước nghèo hơn Việt Nam thì không biết nha. Còn bạn ở cái nước ví dụ như nó giàu hơn Việt Nam đi, thì bạn giờ đi cái gọi là khách sạn 4 sao thôi là các bạn sẽ có được cái phòng gym. Và đối với gymmer đi ra nước ngoài, cái phòng gym nó cực kỳ quan trọng. Vậy thì cái phòng gym ở bên nước ngoài á với cái phòng gym ở Việt Nam á thì sao để so sánh? Tất nhiên phòng gym nước ngoài nó ngon hơn rồi, khỏi so. Tại vì nước nó giàu Việt Nam mà, đúng không? Nước nó giàu Việt Nam thì đầu tư phòng gym ngon hơn Việt Nam. Nhưng mà những phòng gym ở nước ngoài á thì đương nhiên là một số phòng thôi, đi thế nào trải nghiệm cái đó. Nó như thế nào so với phòng gym của BPT? Trả lời câu thôi, thua xa lắc. Thua xa lắc mẹ. Không thể bằng được.
Nó như các bạn nó hỏi, ủa anh Di ơi, vậy máy phòng gym ở bên nước ngoài so với máy phòng gym ở BBT thì sao anh? Anh trả lời mày thua xa lắc. Tại sao anh Di mà dám cam kết rằng máy của BBT á, là máy Mỹ. Máy Mỹ đó, mà máy top 1 nữa, máy mắc nhất nữa. Thì ở nước ngoài nó cùng lắm, nó cũng là máy Mỹ thôi. Nhưng mà máy Mỹ nó có nhiều sari, đúng không? Sari về thương mại, sari về home. Nó sari về home mấy em, home là mấy cái máy nhỏ đó. Thường là mấy cái khách sạn nó sẽ bỏ những cái máy home, bảo đảm không bao giờ nó bỏ máy thương mại cho tụi em. Anh khẳng định với mấy em luôn. Đó. Tại vì cái tiêu chuẩn để làm khách sạn á thì nó phải, ví dụ như 3 sao là phải có massage, hồ bơi, rồi 4 sao phải có gym này nọ đó. Nó là những cái chuẩn của khách sạn, thì khách sạn nó phải bỏ một cái phòng nhỏ để nó dễ ăn dễ nói, dễ đăng ký kinh doanh thế thôi. Đó, và khách sạn của Di ở là có phòng gym, mà Di đã tập phòng gym khách sạn rồi và Di cũng đã quay video rồi. Và hôm nay Di nói cái cảm nhận thôi. Cái cảm nhận tập á, nói thiệt với bạn, nó giống như bạn đang ăn hải sản á mà quất xuống ăn con ốc len vậy đó bạn. Ốc len cũng còn ngon, thôi ốc này nè, ốc gạo. Trời ơi nó hụt hẳn. Mày qua đây á, nó thật sự với bạn á, mình qua đây mình mới thấy mình yêu nước mình nhiều hơn. Mình qua đây mình mới cảm thấy rằng á là THOL nó đặt ở một cái location nó quá đã. Tại vì sao? Tại vì THOL là chùm phòng gym mà đặt ở miền Nam Việt Nam nữa men. Anh dùng cái chữ miền Nam Việt Nam đây là nói về cái khí hậu. Cái khí hậu miền Nam Việt Nam nó chỉ có hai mùa nắng và mưa thôi, đúng không? Nó không có bốn mùa xuân hạ thu đông. Bởi vì hôm nay là gì mới thấm thía được mấy bạn ở ngoài Bắc nói câu là lấy nhiếp gấp rồi anh ơi, lấy nhiếp gấp rồi. Đó, qua đây nó lạnh ác lắm mà, nó lạnh giả man luôn á. Ngồi trong nhà thì đỡ, ngồi trong phòng đỡ, đi ra ngoài đường một cái một nó lạnh sao đẩy nổi, đẩy không bao giờ ra được mồ hôi. Đó, mà huống hồ giữa phòng gym á, ở bên này á máy nó thiếu tờ lưa luôn, nó thiếu tờ lưa đó, không có đủ máy gì hết các bạn. Cục tạ dumbbell nặng nhất á là 50 pound. Bây giờ anh sẽ check cho em cái dumbbell nặng nhất ở trong này nha. Nó nhìn nè, dumbbell ghê gớm không? Vậy thì cục nặng nhất là bao nhiêu đây? Này đây, chính nó đây. Cục nặng nhất là 50 tấn nha mấy em. Rồi ok, anh sẽ tập cục dumbbell 50 tấn, tập ngực thôi chứ biết giờ sao giờ. 50 pound. Hôm qua cái gì làm bậm đấy, 50 pound này chắc hai ngón. Cái đại ca Mỹ Đen bên kia nghe lầm bầm gì bỏ về luôn á. Không biết luôn. Đó là nói về cái phòng gym nó như vậy đó. Tất nhiên nó không được đầy đủ như là của BBT, của chỗ anh Duy Nguyễn mình Việt Nam. Nhưng mà mình phải tập thôi các bạn. Không tập không được bạn. Nhất là khi mà bạn đi nước ngoài là bạn cái quỷ gì bạn thứ nhất á là có bạn lười đi mà có bạn ham ăn. Có những bạn đã đi ra nước ngoài giống như là mới lần đầu tiên làm chuyện đó, rất thích ăn những cái đồ lạ của nước người ta, rất thích ăn nha. Mà đa phần á, những cái nước ngoài á, đồ ăn của nó là bơ thừa sữa cặn nhiều, rồi dầu mỡ, rồi gia vị nó cũng lạ đó, ăn vô nó lên cân giả man luôn. Lên cân lắm. Bởi vậy á, khi mà đi du lịch đó các bạn, một là lên cân, hai là giảm cân, hiếm con nào cửa giữa lắm. Bây giờ muốn ở cửa giữa thì phải theo anh Duy Nguyễn thôi. Tại vì anh Duy Nguyễn là người tiên phong trên lĩnh vực này, Duy Nguyễn là người đi đầu. Cái nhu cầu đi nước ngoài của anh Duy nó cực kỳ nó lớn. Đó. Và anh Duy đi nước ngoài, cái bài toán đầu tiên là phải đái ẹp. Đó. Đái ẹp tức là ăn là phải có kiến thức về nutrition đó mấy em. Nutrition, protein, cấp pháp, vitamin, khoáng chất, mineral. Đó. Còn tập gym á, thì một ngày cố gắng á, dành chừng 30 phút để tập thôi. Vậy thì ở cái phòng gym khách sạn, bạn dùng cái gì đang tập? Bạn dùng cái gì đang tập? Nói thật sự á, ở THOL là một thiên đường. Qua đây nó không được như vậy đâu các bạn. Nên chúng ta phải thích ứng với cái môi trường mà chúng ta đang ở. Yes. Chúng ta không có nghĩ về một cái thiên đường xa xăm ở nửa kia bán cầu. Đó. Bây giờ vô phòng gym của Duy Nguyễn không có cái máy nào mà gọi là dở hết á, mà không có máy gọi là thiếu hết á, mà toàn là hàng, mà hàng thương mại không à. Còn người qua bên này thật sự với bạn, đẩy ngực không có cái khỉ đầy đẩy hết. Đẩy ngực chỉ có một cái máy Structuride mà giả lập Multifresh, mà cũng thua Multifresh của THOL rất là nhiều. Không chỉnh được. Vô đẩy một ngón hết cây rồi.
Nên bây giờ bà sẽ định nước ngoài đi. Bà sẽ định nước ngoài bằng biêu cơ. Là sao bé thì không có biêu được. Đi sức ngoài là gì, chỉ có đốt mỡ giữ cơ thôi nha. Đó, nên vô phòng tập mình cứ warm up bằng những cái máy, bằng những cái máy, máy stride, dumbbell thì khỏi có mơ cục nặng đi. Dumbbell là khỏi có mơ cục nặng đi. Tại vì bạn biết sao không, những cái phòng gym ở trong khách sạn đó, nó dành cho dân amateur chứ nó không dành cho dân pro. Đó, nên chúng ta tập chúng ta cứ giữ thôi. Mà bảo đảm bạn tập gym chừng 2 năm thôi, bạn qua đây bạn cởi áo là phòng bạn về hết luôn. Biết sao không, lạ. Trời đất ơi, lạnh bạn. Cha con nó trời má mặc đồ gì đâu mà dài tới đây nè. Dớ thì con nó vô bạn nhìn đi. Giống như Karin á. Giống như Karin tập gym sao quá lại vậy á. Mặc áo gió nó trời đất ơi, cho bộ áo gió mà mẹ. Hôm qua anh đi phòng gym mà hút cá vào lỗ vậy nè. Đeo một sót tới đây nè, để nó dài y chang THOL luôn. Yes. Gọi là đi phối giống THOL trên mọi miền tổ quốc. Ô lộn. Trên mọi miền thế giới. Nó vô nhà anh như quỷ vậy. What? Thằng này nó biết lạnh nè. Lạnh gì? Nó không lạnh, lạnh gì? Trời đất ơi, anh vô chỉnh full cây này cái ép. Đứng kế bên nản luôn. Nản luôn, đi về luôn. Tập xong rồi thần thái, rồi hít thở đâu nghe, professional quá. Nói chung thì nói gì cho vui thôi, chứ không phải là tự ảo tự mãn gì đâu mà mấy em ơi. Tại vì chẳng qua đó, người ta đi tập gym giống như Việt Nam mình đó, dân văn phòng tập bình thường thôi. Còn anh mà tập gym lâu rồi thì đó mình nói cho vui thôi. Chứ mấy em đừng nghĩ rằng anh về đi nói mấy cái chuyện này không có đúng, đúng không? Anh muốn chia sẻ cho tụi em cái cách tụi em tập gym ở những cái nơi mà tụi em đi qua để tụi em giữ được cơ bắp, chứ không nó mất mấy em. Tiền ăn thì bao nhiêu cũng có, nhưng mà tập không tập nó lại fail. Anh nói với em rồi, cái nguyên tắc thành công cho cơ bắp là cái gì? Dinh dưỡng 70% mà tập luyện 30%, mà khốn nạn cái 30% nó không có 70% khỏi xài. Like đi mấy em, like đi. Anh nói thiệt á, nghèo đói tập gym là nó không quả gì trơn trời hết. Nhưng mà giàu rồi có đồ ăn rồi mà không tập cũng chết luôn. Nên cái 30% của tập luyện nó là cái điều kiện cần thiết đầu tiên. Đó. Sau đó là chúng ta ăn uống dinh dưỡng. Ăn uống dinh dưỡng thì anh Duy chỉ rất là nhiều lần nè. Như anh Duy nè, đang nhịn đói nè. Tiếp theo là cardio. Khi mà các em á, tập gym ở nước ngoài á, là của em nên đặt nặng vấn đề cardio không? Thì cardio nó đốt rất nhiều calorie. Mà cái chúng ta cần là cái calorie. Vậy thì á, ở Việt Nam, môi trường nóng, sân nhà của tôi phan thoải mái, tôi tập luyện 70 cardio 30, nhưng qua đây ngược lại tập luyện 30 cardio 70 là cái công thức nha mấy em. Mà mấy em cũng đừng có hy vọng là cái máy cardio nước ngoài nó tốt bằng máy THOL, không có. Nó lập trình ngu lắm. Nói chung máy thì cũng nói chung là vậy mấy em. Mình không nói cái xấu cái dở, cái không dở, đúng không? Nhưng mà cái vấn đề người ta làm ăn á, thì người ta phải bỏ tiền ra, người ta đầu tư cho ít để người ta thu hồi vốn cho nó nhiều. Chứ mà hả, nó chỉ là cái phòng gym khách sạn mà nó mua máy như THOL không chắc nó cũng khá nặng rồi đó. Đó, nên bây giờ cái môi trường khí hậu ở đây nó lạnh thì các em cardio của em có thể warm up, của em có thể đi bộ, có thêm cái chạy đạp xe, nói chung em làm tất cả mọi gì em có thể để em đốt cái nguồn năng lượng đó, rồi mới sử dụng tới cái bộ ba thần thánh này nè. Trong ba lô của tụi em là phải có cái, đúng không? Phải có. Thí dụ như tụi em đi 1 tháng thì tụi em mua một bộ, tụi em đi 2 tháng còn phải mua 2 bộ. Cái này á là nó vừa giúp cho tụi em mãnh liệt trong phòng gym mà nồng nàn trên giường chiếu. Thí dụ như nào đi với bộ đi đó, rồi còn thêm cái nữa đi bộ bao hăng luôn. Khi mà tụi em đi lịch nước ngoài á, anh bảo đảm á, nếu mà tụi em đi tự túc á thì tụi em đi sao kệ, tụi em không biết, nhưng mà tụi em đã đi tour rồi đó. Đi tour, tức là video này nói chung nha mấy em, anh nói chung cho tất cả mọi người đi luôn, chứ không phải anh nói cho anh mà cũng phải nói cho các em, mà anh nói cho những em chưa đi và những em sẽ đi, rồi những em quyết định sẽ đi theo phong cách anh Duy Nguyệt. Đó. Thì đi theo tour đó là cái chuyện đi bộ rất là nhiều, đúng không? Xe nó thả bạn ở chỗ này và đi bộ tới chỗ kia, rồi bạn nó thả bạn vô trong cái mo đó 4 tiếng đồng hồ bằng đựa đồ. Chẳng qua nó thiệt chứ bạn, mấy thằng tour nó có chương trình, không có chương trình nó bỏ bao nhiêu đó cho bạn hết ngày hết giờ, nó về lấy tiền thôi, chứ tốt lành gì cho bạn mua sắm. Nó nói cái giọng đó thôi à. Đó thì bạn là gì, thí dụ nó bỏ mình không lẽ ngồi chỗ ổn, đúng không? Mình ở nước ngoài mày ngồi chỗ rồi thôi, ở nhà luôn cho rồi. Nó lúc đầu phải đi bộ, phải lựa này, phải thử kia, đi tới đi lui để tham quan cái mall người ta,
có cái nhìn có cái mo này đẹp không xấu không, mốt về Việt Nam coi video bất động sản anh Duy Nguyễn rồi lấy tiền xây cái mo giống vậy đó. Thì lúc đó là cần gì bỏ qua Tàu Thấm, đi bộ bao ngon nha. Vậy thì tập luyện á ở trong phòng gym của khách sạn. Nói chung đời anh trai giang hồ có lộn lộn hay sao sai mà lộn lộn trai tứ chiến nha. Thì nay đây mai đó, đúng không, nay đây mai đó, ví dụ như bữa nay ở Los, ngày mai ở San Francisco, rồi ngày mốt ở Las Vegas, rồi ngày mốt ở Miami, rồi New York, rồi Washington DC, rồi Houston, đó ở tầm lum hết rồi. Cuộc đời tao ở khách sạn, ngủ khách sạn nhiều, ngủ nhà nữa. Đó, nên mỗi cái khách sạn nó đều có phòng gym, thì mình vô mình khai thác phòng gym nó phạm vi chừng 30 phút thôi. Đi chơi về được 30 tới 45 phút thôi. Chứ mình đâu có rảnh đâu đúng không ạ? Mình đi nước ngoài là công việc mình nó đùm đùm đề đề. Nó phải những nhà. Ở nhà Duy Nguyễn, không có Duy Nguyễn mà thực ra nước ngoài bị cọp xuống đồng bằng. Nói chứ phải ngoa chứ thật sự các bạn. Ở Việt Nam á, tôi vừa tập gym, tôi vừa làm việc, tôi tập một ngày tôi làm cũng được nữa. Còn bên đây nè, giờ bển nó ngủ bà hết trời. Nguyên cái đám media nè, không quay mấy cái này cho nó dựng là kể tháng nào nó ngồi chơi luôn. Tôi phải thức sớm nè, đúng không, thức sớm nè. Có bao giờ mà quên cũng sớm gì nữa, 8 giờ rồi đó, để quay video đúng không. Xong rồi mình tập luyện, mình dành một tiếng trong gym, tập xong về chạy chết bỏ tập xong về để mình duy trì được cái nguồn hưng phấn tập luyện. Nói chung á, tập gym nó có cái bệnh ghiền. Tại sao ghiền? Tại vì mình bỏ tập một tuần thôi, mình cái người mình thần thái nó sẽ không tốt. Mình bỏ 2 tuần người nó phát phì ra nó, lúc đó mình cảm thấy cuộc đời mình nó sụp đổ. Nên tôi nói với các bạn, với các anh, các em ở đây, sống trên đời phải có mục tiêu. Cuộc sống rất nhiều áp lực, các bạn đừng có than làm ăn thì thằng kia nó cạnh tranh, thằng nọ nó phá giá, rồi hay đi làm công thằng chủ nó đều ship nó đều. Cái chuyện đó cuộc sống này thằng nào cũng có, thằng nào cũng có bạn nó. Nhưng mà gym á là một cái khía cạnh khác, một cái lĩnh vực khác để chúng ta gạt bỏ những áp lực qua một bên đó, để chúng ta build lại con người chúng ta, ta build lại cuộc đời chúng ta, rồi từ đó chúng ta mạnh mẽ hơn, chúng ta cảm thấy hopeful hơn, yêu đời hơn, và chúng ta tiếp tục cái công việc của chúng ta. Đó là cái con đường này mà nhân loại phải trải qua, chứ không phải là cứ thối ngày áp lực và tự nhiên mình chết nữa đó. Nên gym á là một cái môn mà Duy theo đuổi, nó có nhiều cái lợi mà có thể nó áp dụng mọi lúc mọi nơi, mà gym phục vụ cuộc sống là cái nó càng đúng dữ nữa. Nó, bạn thấy không, gym phục vụ cuộc sống nó mới ra được những cái triết lý như Duy Nguyễn và đây trình bày chia sẻ với các bạn. Mà Duy Nguyễn là người tiên phong và cũng gần như là người duy nhất đó đang đi theo cái con đường này để tạo cái nguồn cảm hứng cho các anh chị em ngồi ở đây. Các chị em cũng, cuộc sống các chị em nó sẽ như tôi thôi, nó sẽ như tôi thôi. Chứ còn cuộc đời này các bạn mà có người ăn rồi tập gym cả đời cả kiếp mười mấy hai chục năm thì cái chuyện đó nó không có gì để nói cả. Ngoài gym ra mà có được gì đâu, không có được gì hết. Nhưng mà cuộc sống này chúng ta phải cần phải có những cái gì mà chúng ta muốn. Chúng ta phải có những cái danh vọng, những cái địa vị, tiền bạc, gia đình, mối quan hệ xã hội, đẳng cấp cuộc đời. Và bên đó có phải có cái body nó mới ngon đúng không các bạn. Vậy thì cái video này sẽ rất là hữu ích cho những ai mà đi du lịch hay những ai mà đi công tác xa nhà, xa quê hương. Đó, xa nhà, xa quê hương. Đầu tiên á là book khách sạn, chụp ngay phòng gym, vô đó tập. Có thể ngày đầu tiên các bạn tập ở phòng gym đó là lạ. Thứ nhất máy chưa biết xài, không biết cái máy cardio này nó sử dụng cái hệ gì, chỉnh nó ra làm sao. Ủa sao Duy Nguyễn dạy đó phát bên rồi dạy interval mà cái máy không có cái gì trơn, lên chở nó đi bộ chỉnh cái tôm thấy. Thì tại máy nó không vậy thôi. Qua ngày thứ hai bạn sẽ rành hơn. Nhưng mà hiếm ai ở khách sạn 3 ngày đó, ở chừng ngày 2 ngày xong đi qua khách sạn mới lại một cái hệ thống phòng gym mới. Wow. Đó, nên các bạn cứ đặt cái vấn đề là cardio đi. Đặt cardio đi. Đi nước ngoài nhớ những cái trang phục đơn giản thôi. Những trang phục sport như tôi vậy. Đừng có mang chi mấy cái đôi giày tây rồi mấy cái quần áo tây rồi áo sơ mi, chả làm gì hù ta. Đó. Nhưng mà ở cái xứ mình thì nó dễ, nó thoải mái, bởi Việt Nam nó sống sướng lắm mà. Việt Nam nó nói là cái khí hậu á thì đương nhiên nó còn bụi, nó còn bẩm, chuyện nó mặt trái không nói. Nhưng mà nó được cái nhiệt độ nó ấm áp. Đó, nó làm cho con người ta siêng năng vận động. Còn qua xứ này nó lạnh làm cho người ta lười vận động, mà lười vận động lâu ngày là cho người ta y lại, rồi nó mang nhiều cái kết quả tiêu cực lắm. Bởi vì tập gym ở xứ lạnh là một cái vấn đề cực kỳ phải nỗ lực như thế này. Nên các bạn tập đi một số nước, có những gặp những nước lạnh đó thì các bạn phải cố gắng mang thêm ít quần áo ấm và vô phòng gym gắn quẩy đó, tập cho nó nóng người lên thôi, chứ còn cái chuyện mà ra mồ hôi thì nó sẽ hơi khó nha.
thì Duy có chia sẻ một số cái video clip về cái phòng á mà Duy đã tập để trải nghiệm cho các bạn. Nói chung là coi cho nó mang tính tham khảo thôi chứ nó chán lắm. Chán có con khỉ gì đâu mà coi. Phòng thì nhỏ mà đồ thì dở. Nó tập đắp đổi qua ngày thôi các bạn. Gym phục vụ cuộc sống mà. Bây giờ tôi sẽ minh chứng cho các bạn, tôi đi đâu đi, tôi làm gì làm. Nhưng mà body vẫn không thay đổi, trường tồn với thời gian bất tử từ 5 tháng. Con kỳ ăn kem nhiều quá thôi bị mập thôi. Giờ bỏ kem rồi, hẳn thành kem em. Rồi bye bye các bạn. Bye bye mọi người, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Like, share cho Duy Nguyễn. Cái máy này dở quá em. Nếu mà cái máy này nằm ở tay HL là anh đập bỏ nữa. Nó rít quá nè. Rồi, kéo nó sẹt cái bạc gì. Bởi vậy, bên Mỹ phải cái nào ngon đâu. Quan trọng là phải có một chủ có tâm, có tầm như anh này nè. Mới bảo trì máy thường xuyên nha. Bây giờ chúng ta nói tiền đặt ở tay HL đi. Hát sao mặt trời. Không được luôn á. Nè. Vậy sao nó không vô đâu. Nè ha. Không được, nó rít quá. Nè nó sạch sẹt rồi. Nó cái gì vậy? Nó cái gì đó. Quá mệt nè. Quá gì nè. Nó cái gì vậy? Thôi. Mày. Trời ơi, trời. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài.